Rồi, bây giờ thầy mở cái file nhân vật ha. Set project. File open rồi. Đây là cái file thầy đã chạy UV. Ồ, cái này Maya 2018. Ha, mấy cái file này thầy đã chạy UV đó, để mở 20 đi, 22 đi chạy cho nó an toàn. Trong 2018 khi mình làm 22 thì nó sẽ bị một cái tình trạng là đổi màu ha, nên mình có thể vào đây mình đổi lại màu cho nó, bật cái này lên màu nó sẽ trở về bình thường ha. Rồi giờ mấy em coi UV nha, lần nữa đây là nhân vật ha, đây là những cái đồ linh tinh thầy đã chạy UV kín như thế này ha. Đây cái thứ hai thì cái này là hôm bữa thầy có hướng dẫn cho mấy em rồi ha, mà chắc tại thầy quên lấy lại cái file á nên nó nhảy ra tình trạng này ha. Không không sao cả, cái này mình chịu khó mình chải thôi. Rồi tiếp nữa, đây là cái phần tóc với mấy cái sợi dây ha, bùng nó lên như thế này. Rồi phần body ha, hai con mắt mấy em có thể làm rời cũng được nếu mấy em muốn chất lượng nó cao, còn thường thì nó sẽ gắn chung vào đây, hai con mắt để hai bên chẳng hạn ha. Đây là thầy ví dụ vậy, mấy em cố gắng chải sao cho nó ok. Bây giờ thầy chỉ cho mấy em cách vẽ 3D lên đây. Trên Maya nó cũng có vẽ 3D nhưng mà nó ở mức độ khác. Nếu mấy em có Wacom thì mấy em sẽ vẽ nó đẹp hơn. Giờ ở đây thầy làm vẽ trên nhân vật ha, trên da người này nè, thầy vẽ vài cái hình linh tinh lên đó, hoặc là vẽ khuôn mặt cho nó có hồn tí. Thì mình sẽ vào Rendering. Trên này nó có cái phần Texture, bung nó ra mình thấy cái 3D Pen Tool nè ha, 3D Pen Tool cũng ra đây, nó sẽ nằm đây, để đây cũng được, để bên nào cũng được. Rồi cái này không cần, mình đóng lại. Đây mình đưa con chuột vào thì nó hiển thị lên cái pen ha, do cái pen này nó to cho nên là nó đánh dấu chéo, có nghĩa là mình không có tô được, thì mình scale nó nhỏ lại ở đây cũng được, hoặc là mình nhấn giữ chữ B, B bò á ha, nhấn giữ chữ B thu nó nhỏ lại đây ha, thu nó nhỏ lại thì mình sẽ có thể vẽ được ha. Rồi xong, ở đây nó có mấy cái chế độ mờ cứng ha, mình nhìn cái mờ nhất đi, mình làm cho nó mềm. Rồi tiếp theo, đầu tiên là mình gì, mình phải tạo cho nó một cái chất liệu. Dưới này nó có nguyên một cái bảng ha, nguyên cái bảng dài đấy, dài lắm. Đầu tiên mình sẽ assign material. Hiện tại mình đang làm một cái chất liệu, hãy cho nó qua đây đi, nó hơi khó chịu. Bên này mình còn cái để mình coi. Hiện tại cái chất liệu của mình là màu này, đúng không? Màu mình nó như thế này. Mình chưa có cái texture, mình chỉ mới tô màu thôi. Bây giờ mình sẽ làm texture từ đây. Vào phần file texture ở đây thì trên này nó có mấy cái kênh à, quá nhiều kênh, kênh âm biên, kênh color, kênh deep fill gì đó. Tạm thời mình tập vẽ thì mình để color. Tiếp theo mình sẽ chọn assign hoặc là edit texture. Đây mình làm cái texture này lớn lên 2048 thì nó sẽ tự động ở dưới nó cũng vuông vậy ha, để cái đuôi EFF luôn cho an toàn. Rồi xài nó. Đây nó sẽ có màu lên này ha. Xài nè. Bây giờ mình phải sell cái texture ha, mình phải sell cái texture lần nữa cho nó chắc. Đây giờ nó có cái texture ở đây nè. Cái texture này tại sao nó đổi qua cái này, nó lấy lại màu raw
ha, thì mình phải đưa cái này về màu ro. Đây đó, màu của ro rồi ha, thì nó mới đúng cái gam màu ban đầu của mình ha. Như vậy là ok, bắt đầu mình vẽ. Thì trên này đầu tiên nó có hai cái loại màu, một cái loại là color là dùng để vẽ, ví dụ như màu đen, màu đen ha, vẽ lên anh đưa nó nha. Rồi cái thứ hai là flood ha, flood có nghĩa là mình fill lên trên này. Đây này, mình ví dụ như flood pen. Đây là mình fill cái màu lên đó ha. Rồi, vậy là hiểu ha. Bây giờ bắt đầu mình vẽ sơ nó một tí. Ở đây mình muốn bây giờ mình vẽ cái đã rồi mình tính gì đó, mình tính ha. Bây giờ ví dụ như phải vẽ nè. Thầy muốn cái môi nó màu hồng hồng, tím tím hay gì gì đó. Cứ lấy một cái màu hồng tím đậm lên. Như đây. Đậm lên đi. Rồi, cò nhỏ lại. À. Vẽ lên đây. Đang để chế độ gì rồi? Từ đó. Đây là hút màu bên à, đang bùng à, nhiều khi mình bấm lộn phím tắt ha, nó sẽ đổi qua cái kênh khác và mình không vẽ được. Đây. Rồi dần tô nè, đúng không? À bây giờ mình muốn tô hai bên là mình phải mirror, mình không phải mirror symmetry như này ha. Symmetry như thế này nè, nó khó hơn một tí nhưng mà làm nó đẹp. Rồi dưới này kéo xuống stroke này, nó có cái reflect nè. Mình để cái reflect này thì mình sẽ phải dùng đến cái gì đây, đó đó nó có nè. Đấy. Còn nếu mình để stream là nó lấy ngay giữa của khung hình ha. Screen là lấy ngay giữa khung hình, tắt nó đi. Đây, bây giờ nó vẽ trên cái môi nó nè. À, ok. Ví dụ mình muốn như thế này. Để thôi máy đi. Rồi mấy em sẽ thấy vẽ rất là thoải mái. À, rồi. Ở đây mình muốn sáng lên gì đó hay là muốn hồng muốn sáng gì cứ cứ việc ha. Nhấn lên. Rồi. Cho cọ nhỏ lại xíu. Lại bấm trúng chữ B. Ha. Đó, chẳng quá. Muốn lấy đúng cái màu lại của cái này thì mình chọn đây ha, chọn đây, lít vô đây, đây nó lấy đúng màu lại á, nhìn cho nó sáng lên, nó ửng qua đỏ một tí, ví dụ vậy. Đây rồi, bây giờ mình muốn cho nó nhòe nó mờ thì ở đây mình có blur. Blur này nó có hai cái ha, blur màu đen hay là blur màu trắng. À, nếu mình muốn blur màu đen là dành cho mấy cái chỗ nó dơ, còn blur màu trắng là mình phải à, khác ha. Lại sao cái phím tắt này nó dính hoài ta. À, bây giờ blur nè nó rất là khỏe à, từ từ làm lại. Cọ nhỏ lại ha, cho cọ nhỏ lại tí. Rồi giờ mấy em coi cái blur nè, mấy em tô nó đây, nó mềm ra không? À, tùy loại cọ mấy em chỉnh, đừng có để nó nhiều quá ít quá. À, đây nó sẽ ra viền thêm nè,
rồi mấy em có thể cho nó mờ vào trong ha. Rồi có thể xóa nó đây, xóa đây, đang để đen ha. Rồi opacity xóa thì cái phần này nó phải trắng đen đó, màu đen. Xóa là nó mất luôn cái texture này, vậy là không được, mình phải vẽ lên, lấy lại của cái màu này mình vẽ lên ha. Thường thường thì xóa vẫn được chứ không phải là không. Để coi thầy coi cái phần xóa của nó vậy, xóa thì nó cũng giống y như vậy thôi mà. Đây là xóa lại nè, xóa là opacity. Mình có thể vẽ chồng lên cũng được. Bực mình. Xóa đây ha. Nếu mình không muốn ra nhiều mình xóa bớt. Đấy, đại khái nó như vậy. Thôi trong phần này mình cũng làm giống vậy. Cho nó blur thì nó sẽ blur ra ha. Ha, mấy em muốn blur hay là muốn gì đó thì cứ việc ha. Rồi ha, giờ mình làm con mắt chẳng hạn, mình có thể vẽ trực tiếp trên này thoải mái. Giờ mình lấy màu từ đây, nên lấy màu từ đây ha. Rồi mình tăng cái độ đậm nó lên, ví dụ đây đây, hoặc là màu như thế nào đó tùy thích. Không thì chỉnh lại, chỉnh lên rồi nữa. Bực mình à, kéo này mấy em chỉ cần chịu khó là mấy em vẽ rất là đẹp. Ví dụ cái quần lên ha, thầy tô thử ha. Mình có thể lấy xuất cái này ra Photoshop mình sửa tiếp, cái chỗ nào cứ làm trước đi. À, rồi ví dụ như dưới này mình cũng tô cho thiệt nhẹ một lớp ha. Sáng lên thấy tai cứ quơ nhiều vào. Rồi bây giờ mình chỉnh sửa thì mình cũng có thể dùng blur đây ha. Blur đây thì kéo nó lớn lên, nếu mình cần blur lớn thì mình chỉnh ha, nó bớt cứng lại. Blur ở đây nó đang đen thì mình có thể cho nó sáng lên. Đấy, chỗ này cho mềm lại, mềm lại ha, giảm bớt. Rồi xóa, sao nó vẫn đen. Thì chút nữa thầy sẽ coi lại cái xóa đây ha. Rồi ví dụ mấy em muốn cái gò má không thì mấy em chỉnh lên như này sao đó.
giống như hát bội vậy đó. Đấy. Rồi. Làm thêm. Bây giờ mấy em thấy không? Nó rất là dễ. Đây là cái cách mình vẽ ha. Bây giờ mình muốn ở giữa. Đấy. Này. Đúng ra là phải gom được ha. Không biết tại sao giờ mình chưa, thầy chưa coi lại. Thầy gom bình thường á, mỗi lần thầy làm thầy vẫn gom bình thường. Em có thể lấy màu chỉnh thoải mái đây ha. Rồi bây giờ mình qua một cái khác. Cách vẽ. Thí dụ như muốn vẽ một cái hình gì đó trên đúng cái khối. Mình nó xuất ra texture thì mình assign nó một lần nữa ha. Nó ra một cái nè. Save lại cái texture nữa nè. Nó ra một cái nữa ha. Đây bây giờ mấy em thấy vẽ rất là tốt không? Ha. Không có gì cả. Muốn vẽ cái gì cũng được. Trên này muốn vẽ gì cũng được hết. Bây giờ thí dụ mình muốn vẽ một cái hình ở đây thì mình cũng vẽ thoải mái. Đây. Ví dụ nhân vật này nó có cái hình sâm màu trắng. Đúng không? Bây giờ mình vẽ nè. Chưa biết nó như thế nào, đi vòng vòng đúng không? Thành đu. Đấy. Đúng ra ở đây nó phải có thêm một cái nữa là stroke để cho nó chạy theo giống như ZBrush gì đó. Ha. Đây nó vẫn không có cái kênh đó. Thì mình hơi khó. À. Đây là một cái vẽ bình thường. Rồi, mình có thể fill nó theo khung lưới. Ha, đây mình sẽ fill theo khung lưới. Thì chọn face. Ví dụ như đây là khung lưới nè. Rồi xong mình mở lại. Đúng không? Ở đây nó có cái chế độ Selected Face. Chọn ở đây. Rồi Flute Pen ha. Nếu nó màu trắng. Đây mình thấy nó màu trắng không? Ok ha. Rồi từ cái này mình có thể gom bớt. Tại sao nó không cho gom? Đây gom nè. Ha. Đúng không? Mình có thể gom bớt từ trên cái hình góc này. Này. Rồi lại nha. Nào. Trên cái hình góc này mình dựa trên cái góc này mình gom đó. Hai. Rồi mình có thể đi lại bằng pen. Ha. Pen này là nó đi hết nè. Đấy. Ok. Giờ mình để offset lại. Đó, mình vẽ được cái hình nè. Nếu mình muốn có cái hình cho đúng thì mình vẽ mình tô màu lên vậy cũng được ha. Thấy chưa? Nhân vật của mình có thể vẽ thoải mái trên này. Nó dài. Bây giờ mình ra mình coi cái hình texture của mình. View. Đó, thấy chưa? Thấy cái hình texture không? Thấy chưa này nè. Thì cái này là nó đang ở chế độ RAW. Khi mình đưa vào Photoshop hay làm gì á, mình phải đưa qua cái chế độ RAW ha, thì nó mới lên được cái màu thực tế này ha. Như vậy là mấy em biết cái cách trên này nó còn rất là nhiều thứ nữa. Thí dụ như effect ở đây, Painter effect ha, nó còn rất là nhiều. Đây, Painter effect nha. Rồi trên cái bảng này, sao vậy, sao vậy? Đây, rất là nhiều thứ ha. Mấy em từ từ mấy em sẽ thấy nó rất là công phu.
Có tôm mét nè, rồi nó có cái sardine đổ bóng nè ha. Giờ em vẽ cái gì đó thì nó sẽ đổ bóng lên đây. Dụ như em vẽ bên thì trên này nếu em để shadow thì dưới này nó sẽ có cái bóng đổ ha. Rồi texture mình dán map lên, mình lấy một cái hình ví dụ như checker ở đây. Đây phải bật benefit lên ha, phải bật cái benefit lên. Rồi bên bên nè, bên nè. À, mình đang để chế độ phay bỏ ở đây. Đúng không? Bên à bên effect đây. Cái bên này là cái bên effect nằm đây, hành bật này lên. Này lên. Đây thì cái này nó mới có cái hiệu ứng của nó. Mình muốn cái gì là ở đây nó sẽ lên hết. À. Đó, có cái độ bóng à. Nhỏ lại. Thầy đang để chế độ màu này ha. Rồi mình chọn texture nè, map color ở đây mình để mặc định checker. Thì nó sẽ vẽ ra cái checker. Rồi mình tắt cái rotate stroke ha. Rồi cái nó dạng gì? Full view hay gì thì cái full view này á là nó phải tùy ô, nó tùy ô ha. Undo. Đây mình vẽ trên 2D rồi, ở đây nó để tắt cái checker thì mình chọn file ha. File thì dưới đây mình tìm cái hình mình bỏ vào, nó rất là nhiều thứ ha. Rồi mình có thể chỉnh offset rebit ha, giảm xuống ha. Đây đổ bóng à, đâu rồi shadow 2D đó, mình vẽ mình sẽ thấy nó có cái bóng đổ ha, nó giả rất là nhiều thứ ở đây, em thấy không? Đấy. À, nhìn nó cảm giác. Nhưng là cái benefit effect này nó rất là phong phú. Thì mình phải có cái thời gian, một khoảng thời gian rất là nhiều để mình coi về cái này thì nó mới hiệu quả ha. Đấy, để cho mấy em biết là mấy em có thể lấy ở trong này hoặc là mấy em lấy cái map từ đây. Ha. Ví dụ đây, đây nó có một số cái map nè. Mấy em vẽ lên cọ. Ha. Đây đây là cái kiểu cọ của nó ha, chỉ cần chọn màu thôi là nó sẽ ra kiểu cọ gì đó cho mấy em ha. Nên là nếu mấy em nào mà chịu nghiên cứu trên này nhiều thì nó chắc cũng là hấp dẫn. Hiện tại thì người ta vẫn chưa vẽ trên cái này, rất là ít người làm trên cái Ben 3D này ha. Em có thể chịu khó vẽ nó khỏe hơn, ví dụ như đây mình tô màu trắng cho nó đúng không, đấy vẽ móng tay á, vẽ thoải mái, có nhiều khi vẽ còn đẹp hơn là ở bên Substance Painter.
Nhớ khi mình bấm nhiều khi nó lên ngược cái kênh nè, mình phải canh lại ha. Blur nó ít lại. Đó. Rồi. Như vậy là mình biết cách vẽ trên 3D ha, trên Maya luôn, không có sao cả. Mình vẽ cái gì cũng được hết. Thầy nghĩ là mấy em nên tập vẽ trên này, nhiều khi Substance Painter mấy em máy nó chạy không nổi á, mấy em vẽ trên này. Rồi.